xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở tàu phà chở khách Phước Trâm. Thì đây là chiếc 02 của tàu Phước Trâm đây các bạn. Uống gì chưa làm nè? Dạ, để em lấy ngồi em luôn. Đây các bạn thấy mấy anh này rất là nhiệt tình. Hôm nay thì mình sẽ đi vô bên trong, mình sẽ hỏi anh tài công là chính xác nhất hoàn toàn ha. Để không thôi đây các bạn nói mình ở đây mình nói không có đúng sự thật. Chiếc tàu này thì mình đi thấy rất là hài lòng các bạn, vì có nhiều cái nơi, cái chỗ là tài xế rất là thoải mái. Thứ nhất là được ăn uống miễn phí hoàn toàn. Xe cộ thì nói chung là khi mà vào đây á, thì mấy anh sẽ niêm, nói chung là cho xe cố định khi mà đi ra gặp sóng. Đây thì trên hình cái nhỏ các bạn mấy anh em thì đã thấy ha. Bây giờ thì mình mời các bạn mọi người đi vô bên trong với mình, vào bên phòng tài công thì mình sẽ khám phá xung quanh cái nội thất ở bên trong. Đây đây là anh tài công rất đẹp trai các bạn. Đây là nội thất nhìn là rất là sang trọng ha. Đây các bạn thấy ở bên trong này toàn là già, toàn là gỗ không ha. Đây là con gái anh hả? Gái. À, đi nguyên gia đình luôn ha. Cứ mặt lên cho, cứ quay cái. Chút vô coi lại nha. Ủa anh, cái chiếc này nó ngang nhiêu, dài nhiêu em quên rồi. Ngang 10m4. 10m4. Dài như là 63m64 gì đó. Cái máy là hình như là hai máy Mitsu không anh? Mitsu 1030 mã lực. 140 mã lực. Đây thì cái này là mình đang ở bên trong rồi các bạn thấy không? Anh tài công anh chạy cái tiếng này đây. Thì cái dự kiến là đi từ Hà Tiên, đi từ Phú Quốc về Hà Tiên là khoảng 2 tiếng mấy nha các bạn. 2 tiếng 50 phút. Đây các bạn thấy nhìn ở phía trước này, vào bên trong này thì cái không gian phải nói là rất là yên tĩnh. Chở cái khoảng lớn nhỏ cái khoảng 20 con xe. Lớn không là 14 con, 12 con. Dạ, cái này là chiếc 02, chiếc 03 thì chở nhiều không phải không anh? Đúng rồi, 03 chở tới mấy con. Đây là cái đồng hồ ở trên cái đồng hồ, chú quay đồng hồ. Trời, không sao đâu. Còn đây chưa? Vậy là anh chạy cái tiếng này suốt luôn ha? Suốt luôn á. Dạ. Sáng và quay kia kìa. Còn đây là hệ thống để em quay. Đây là cái hệ thống camera bên đây nè các bạn, thấy chưa? Khi mà tài xế bên trong. Còn cái chỗ này là cái hầm máy bên dưới này. Chút nữa thì mình sẽ làm cái video tiếp theo là đi xuống dưới hầm máy. Còn bên đây là cái bếp ăn ở phía sau. Cái này là bên trái, cái này bên phải ha. Cái này là phòng tài công. Còn cái này là cái mỏ bàn trước. Khi mà gặp những cái tình huống nào thì anh tài công sẽ bên trong sẽ nhìn thấy, quan sát được qua màn hình để mà khắc phục liền ha. Còn cái này là cái cục wifi để cho những anh em tài xế đi đường xa này phát ra phía sau luôn. Ủa anh, cái đồng hồ này đồng hồ gì vậy anh? Máy này là radar. Radar ha. Radar. À, vậy là mình có radar luôn hả ta? Radar là định vị. Dạ. Radar đầy đủ. Dạ. Đây các cái bảng điều khiển các bạn thấy tối tăm chưa? Là hợp lái, qua lăng, ba điều khiển, các cái đồng hồ này các bạn, đèn cũng sáng, nha, nhìn rất là tiện ha, cái này là gỗ không phải không anh? Gỗ không phải, dạ. Nhìn ở bên trong này các bạn thấy không, rất là sạch luôn nè. Còn đây là vợ của anh ấy đây. Vợ thuyền trưởng đấy các bạn, thuyền khó á. Ảnh sẵn dịp ra chơi. À vậy là hôm nay chị đi chơi với anh ha. Dạ. À nguyên anh với chị với cháu đi trên đây phải nói là nhìn nó yên ghê. Em đi vô đây em được không anh? Được. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi vô cho các bạn xem ở bên trong của những anh em tài xế ngủ nghỉ như thế nào ha. Đó các bạn thấy không, lót thảm đỏ không ạ? Dạ dạ. Đây là cái bên trong là khi mà cái khung giờ của mấy anh em tài xế đi đường xa thì đi đường xa ngủ nghỉ như thế này đây. Nhìn ở trong phòng lạnh nè, thấy không? Đó thì cái video mình đã nói các bạn thấy chưa? Và đây tiếp theo còn một phòng nữa đây. Đây là cái phòng tiếp theo nữa này. Đấy các bạn thấy không? Ở trong đây là cái phòng lạnh nha. Có giường luôn, anh nào muốn không nằm võng thì nằm, còn anh nào muốn nằm giường thì nằm. Đó, khung giờ mà đồ đạc có thể mấy anh em tài xế đi mà để ở đây luôn nè. Khi nào xuống đây thì tắm rửa ăn uống hoàn toàn miễn phí ha. Ok, còn đây là cái phòng tiếp theo nữa này. Đây là phòng tiếp theo ở phòng bếp nè các bạn. Đó, thấy chưa? Phía
sau một cái máy lạnh. Mình chỉ ấn tượng là cái thảm này thôi, thảm rất là cực kỳ rồi. Nói chung là khi mà có một cái nồi cơm bự thế này để phục vụ hoàn toàn những anh em tài xế này. Anh em tài xế đi đường xa thì có thể đi đến tàu Phước Châm ha. Thì bây giờ thì mình sẽ vào bên trong. Thật sự thì rất là khó mà để vào bên trong để mà quay toàn bộ quá trình thuyền trưởng đang hoạt động như thế ha. Sao hỏi gì hỏi đi. Thì các bạn bây giờ thì còn độ khoảng 15-20 phút nữa thì tàu phà sẽ cập bến ha. Thì bây giờ mình sẽ đợi một khoảng thời gian khá là lâu cho nên mình sẽ quay gửi đến cho mọi người xem. Cái dàn đèn ở phía bên đó là cái thành phố Hà Tiên đấy các bạn. Còn cái dàn xanh xanh này thì khu đô thị gì đó. Khu đô thị, nói chung là mình không nhớ, nhưng mới nhớ chỉ hơi hơi thôi. Rành ra cầu. Cầu à? Không phải không? Cầu Tô Châu. Đâu có qua cầu đâu anh. Đó cầu đó. À, cái cầu xanh xanh đó cầu Tô Châu, nhưng mà cái phà này không có qua cầu. À, đúng rồi, cái dàn đèn đỏ xanh xanh đó là cái cầu Tô Châu đó các bạn. Ngoài chút thì không biết cặp cảng nào đây. Họ các bạn thấy cái thành phố Hà Tiên ban đêm nhìn nó hoành tráng ghê chưa? Quá là đẹp ha. Muôn màu muôn vẻ. Ai mà biết được. Cái việc mà tài khó nhất của điều khiển chiếc phà này là phải đòi hỏi tài công cập bến như thế nào mới gọi là chuẩn ha. Chứ nếu mà lái đường trường ở trên biển thì nó ngay ai cũng có thể làm được, tránh được những cái gạn mà thôi. Nhưng mà cái đòi hỏi khó nhất đó là mấy anh tài công sẽ điều khiển vô cảng, ra cảng như thế nào, phải là nó mới cái chỗ đó mới gọi là cái kinh nghiệm. Cái dàn đèn nó đẹp ghê ha. Và dưới thì sáng trưng luôn. Cái hành lang ở trên này nói thật với các bạn là cực kỳ sạch sẽ. Theo mình biết chính xác hơn nữa là chiếc tàu phà này đóng năm 2019 VR chưa? Rất thích hai bên cái lan can này các bạn. Bầu trời hôm nay mây ở trên nè, giống như là muốn có một đám mưa hay sao. Đây thì bây giờ sẽ chuẩn bị cập bến rồi nha các bạn. Thì chút nữa mình sẽ quay cho tất cả các bạn mọi người xem là cái số xe tải dưới này sẽ đi lên. Thì cái lịch trình mà từ Phú Quốc về Hà Tiên á thì 2 giờ, 5 giờ, 7 giờ rưỡi, đó là 2 giờ chiều, 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi và 7 giờ rưỡi ha. Đó là cái lịch trình của bên Phú Quốc đi qua. Còn bên đây đi qua thì mình hồi nãy mình quên hỏi đi cho nên mình cũng không có nhớ nữa, nhưng mà mình thấy mình đi cũng rất là nhiều phà. Mình thấy cái này thì nó rất là tiện các bạn. Cái số lượng xe thì nói chung mình nói đi nói lại thì nó chỉ có bao nhiêu thôi, mình thấy rất là nhiều, cứng hết trơn không. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem chiếc phà Phước Châm sẽ cập bến như thế nào ha. Buổi tối thì cái tầm nhìn nó quan sát nó lại ít đi. Đây các bạn, bây giờ thì phà đã cập bến gọi là xong. Bây giờ thì tới khung giờ dành cho xe tải lên đây, các bạn hãy xem nha. Đó, từ từ những chiếc xe tải đang bò lên, chiếc đó đang ve lên nha. Ve lên hơi khó ha, tại cái đít lúc nào đi khó cũng hơi khó. Nếu mà đi cái đầu lên thì dễ, vì cái lúc mà mấy anh đi xuống á, anh ghe xuống thì đi lên nó dễ hơn. Bây giờ thì xe lên nối đuôi nhau lên đó các bạn. Một cái chiếc mình đang ở chỗ này nè. Xe nào mà bay? Không gian chống chảy liền ha. Rồi mình đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Hả? Chị phá xe nãy để đâu? Chiếc nào nó dài thòn không chưa? À còn chiếc container nữa. Cái này là xe tải, cái bánh cái đó còn kêu là như là ba giò ba chân gì đó, không biết phải không nha các bạn.
anh này thì đa số là đi đường trường không à, đi Sài Gòn luôn đó. Chớn là đi sáu mươi sáu chiếc này Đồng Tháp này. Ồ, chiếc nào nó to ghê chưa. Xả bao bạn chút nữa bà ơi, xả bao bạn tí nữa, còn chiếc container ở dưới này đang nhổng lên đó. Ở đó mà xe nó lên hết rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bước lên phà đi về nha các bạn. Đó, còn chỉ một cái chiếc xe đó thôi. Wow, không gian nhìn cái này đèn đóng chảy luôn chưa. Rồi, chắc có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ trải nghiệm đi phà tiếp theo nếu mà mình có điều kiện như đó. Wow, món vàng. Đây nhìn từ xa là một lần nữa nha.